Bị khởi tố về tội vô ý làm chết người, bà Nguyễn Bích Quy đối diện với mức án nào? Bà Nguyễn Bích Quy đã bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố về tội vô ý làm chết người. Vậy người đưa đón học sinh trường Gateway sẽ phải đối diện với bản án hay mức án như thế nào? Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, thì ngày 27 tháng 8, bà Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh trường Gateway, đã bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can về tội vô ý làm chết người. Và trước sự kính kiến trên, thì phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, dưới góc độ pháp lý về vụ việc. Chia sẻ với phóng viên thì luật sư cho hay bà Quy bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cáo buộc đã vô ý không kiểm tra hết trong xe, mà đóng cửa bỏ đi, dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long lớp 1 trường Gateway đã bị bỏ quên trên chiếc xe Ford Transit biển kiểm số 29B06956 suốt 9 tiếng đồng hồ trong ngày 6 tháng 8. Và theo kết quả giám định thì bé trai bị chết vì sốc nhiệt và suy hô hấp và không có nguyên nhân bệnh lý. Viện kiểm sát cho rằng cái chết của bé Long có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Viến, 53 tuổi, nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm vận tải Ngân Hà, khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa, mà phó mặc cho người đưa đón chính là bà Quy. Ông Phiến và bà Quy cùng tội vô ý và cầu thả, ông Phiến thì đang bị tiếp tục điều tra. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy thì đây là kết quả điều tra bước đầu. Nhà chức trách trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường. Quan điểm của luật sư Thơm cho rằng khi đã có quyết định khởi tố bị can thì cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định nguyên nhân cái chết của cháu bé là do không có tác động của ngoại lực có chủ ý gây ra. Và cái chết của cháu bé là vô ý do cầu thả, tắc trách của những người có liên quan gây ra khi để quên cháu bé ở trên chiếc xe ô tô. Và trên cơ sở kết luận giám định của cơ quan chuyên môn nguyên nhân cái chết của cháu bé, thì cơ quan điều tra đã làm rõ trách nhiệm đầu tiên thuộc về người quản lý, đưa đón cháu và lái xe vận chuyển các cháu. Và lái xe vận chuyển các cháu đã do thiếu trách nhiệm kiểm tra số các cháu học sinh khi đưa đón đến điểm bàn giao và để quên một cháu trên ô tô dẫn tới cháu bị tử vong. Theo lý luận khoa học pháp lý thì tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý gây hậu quả trong cùng một hành vi liên tục, không tách rời nhau về từng công đoạn, thì người có vai trò chính sẽ là người chịu trách nhiệm hình sự, bởi lẽ thì tội vô ý không có đồng phạm. Đồng phạm được xác định trong lỗi cố ý và được hiểu là hai người trở lên cùng cố ý thực hiện một tội phạm. Do vậy thì kết quả điều tra đã có căn cứ xác định hành vi của bà Quy là người có trách nhiệm đầu tiên trong việc quản lý đưa đón các cháu do sơ suất để quên cháu bé trên chiếc xe ô tô dẫn tới bị tử vong. Do đó thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Quy theo khoản 1 điều 128 Bộ luật hình sự. Và do là tội phạm nghiêm trọng, bị can có nơi cư trú rõ ràng nên cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam mà áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là có căn cứ và đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Và theo điều 128 thì tội vô ý làm chết người, điều thứ nhất, người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều thứ hai là phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù. Trước đó thì ngày 26 tháng 8, bà Nguyễn Bích Quy đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy để trình bày những tình tiết liên quan đến vụ bé lớp 1 tử vong trên ô tô. Và cùng ngày thì Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, 54 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra và làm rõ về hành vi vô ý làm chết người. Và theo đó thì bà Quy được xác định là người đưa đón nam sinh Lê Hoàng Long, 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway, có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội, sáng ngày 6 tháng 8. Và đến chiều cùng ngày thì phát hiện ra cháu Long nằm bất động trên xe. Và trước cùng ngày thì chia sẻ với phóng viên tại nhà, bà Quy cho biết đã khá mệt mỏi khi nhận được quyết định khởi tố bị can từ Công an quận Cầu Giấy trở về. Và đang nói trong quyết định khởi tố bị can của bà Nguyễn Bích Quy của Công an quận Cầu Giấy gửi Viện Kiểm sát thì cung cấp bà này đã có một tiền sự. Bà Quy cho hay cách đây hơn 10 năm trong một lần đánh bài thì bà đã bị cơ quan công an bắt và bị xử phạt hành chính nên trong lý lịch có một tiền sự. Tiết lộ
lộ bất ngờ về tiền sự trong lý lịch của người đưa đón trẻ trường Gateway và phản ứng sau khi bị khởi tố. Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway với cáo buộc vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi, dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway, tử vong. Bị khởi tố về tội vô ý làm chết người, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway đã cảm thấy oan ức và tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Quyết định khởi tố bị can theo điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội vô ý làm chết người được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26 tháng 8. Và hôm 27 tháng 8, thì Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định này tới bà Quy và 20 ngày sau khi khởi tố vụ án. Và trao đổi với phóng viên thì bà Quy cho biết khi hay tin mình bị khởi tố thì bản cảm thân thấy rất là mệt mỏi và hiện tại thì không thể chia sẻ được gì. Và trong quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bích Quy của Công an quận Cầu Giấy gửi Viện Kiểm sát cung cấp thì bà này đã từng có một tiền sự. Và trước sự việc này thì trao đổi với phóng viên, bà Quy có kể lại rằng cách đây hơn 10 năm, trong một lần đánh bài thì bà đã bị cơ quan công an bắt và bị xử phạt hành chính, nên trong lý lịch có một tiền sự. Và trước sự việc bà Quy bị khởi tố thì luật sư Lê Trọng Minh thuộc văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự là người tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Quy cho biết tại buổi làm việc với bà Quy thì cơ quan điều tra đã tống đạt cho bà quyết định khởi tố bị can ban hành từ ngày 23 tháng 8 năm 2019 và quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát ngày 26 tháng 8 năm 2019. Sau khi tống đạt quyết định khởi tố thì cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản hỏi cung đầu tiên với tư cách là bị can, nhưng bà Quy trình bày là hiện bà bị choáng, đồng thời thì cũng không có luật sư tham gia cùng nên bà chưa thể trình bày ngay được. Và ngày hôm qua ngày 26 tháng 8 thì bà đã trình bày hết với Viện Kiểm sát nên đã hẹn một buổi hỏi cung khác. Bà Quy không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam và chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với tư cách là người bào chữa thay vì người bảo vệ quyền lợi hợp ích cho bà Quy. Luật sư Nguyễn Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng là người bảo vệ quyền lợi cho bà Quy cho biết mặc dù đã lường trước được quyết định này và cũng đã được chúng tôi phân tích từ trước nhưng bà Quy tỏ ra rất mệt mỏi. Và sau khi bà đưa bà Quy về đến nhà thì một số phóng viên có đến hỏi nhưng trả lời một phóng viên xong thì bà Quy không thể trả lời được nữa. Và dưới túp lều lụp xụp thì bà Quy chỉ nói rằng bao nhiêu đêm không thể ngủ được và đến nay thì bị khởi tố. Bản thân bà này thấy oan ức một nhưng bà cứ nghĩ đến cháu Long thì lại bồn chồn mười và lòng đầy khúc mắc, chỉ mong muốn thật nhanh chóng làm rõ sự thật, luật sư Sơn cho biết. Vì sao chỉ khởi tố bà Nguyễn Bích Quy? Là người theo dõi rất sát diễn biến của vụ án này, luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư thành phố Hà Nội nhận định. Theo quan điểm của luật sư này thì khi thấy đã có quyết định khởi tố bị can thì cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định nguyên nhân cái chết của cháu bé không do tác động của ngoại lực có chủ ý gây ra và cái chết của cháu bé là vô ý do cầu thả tắc trách của những người liên quan gây ra khi để quên cháu trên chiếc xe ô tô. Vụ học sinh trường Gateway tử vong bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy. Xác nhận với phóng viên thì lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Quy 3 tháng và tối ngày 27 tháng 8 thì cơ quan điều tra đã đến tận nhà bà Nguyễn Bích Quy tống đạt và thực hiện lệnh bắt này. Trước đó thì lúc 17 giờ 30 chiều nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã cùng với kiểm sát viên cung cấp đã tiến hành khám xét nhà bà Nguyễn Bích Quy. Bà Nguyễn Bích Quy chính là người đưa đón trẻ trường Gateway và liên quan đến cái chết của bé Lê Hoàng Long. Sáng ngày 27 tháng 8 đã bị cơ quan công an khởi tố về tội vô ý làm chết người. Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26 tháng 8. Công an quận Cầu Giấy cũng đã tống đạt quyết định này tới bà Nguyễn Bích Quy 20 ngày sau khi khởi tố vụ án. Sau khi ra quyết định khởi tố thì lúc 17 giờ 30 chiều nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy cùng với kiểm sát viên cung cấp đã tiến hành khẩn cấp khám xét nhà bà Nguyễn Bích Quy. Quá trình khám xét diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngõ 165 Cầu Giấy dẫn vào nhà bà Quy được phong tỏa để phục vụ công tác khám xét. Bà Nguyễn Bích Quy cũng có mặt tại nhà tại thời điểm cơ quan chức năng khám xét. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết bà Nguyễn Bích Quy bị cáo buộc tội vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đóng cửa bỏ đi, dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B06956 trong ngày 6 tháng 8. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cũng cho rằng trong cái chết của bé Long có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa
mà phó mặc cho người đưa đón chính là bà Quỳ.